chị đi nè chị, cái mình tắm cho mình. Nó cả cái điện nè. Thank you.
Rồi con này xe nè. Ô mình sang ơi, mình sang ơi. Đây con ra đây con đứng đây. Con đứng đây. Ủa đẹp quá, nó quay mặt vào đây xinh quá. Ôi, chị nhìn nó quay mặt vào đây xinh chưa? Ôi, nó chạy vòng quá, con con nó chạy vòng quá. Bây giờ nó biết sao hả? Ok, nó đang chạy vòng, nhưng mình sao quay chứ? Nó biết đấy, nó nằm cạnh đây. Đâu, nó thẻ ở đây để cho mình cưỡi. Cưỡi nó? Mình cứ mình cưỡi, ăn mình cưỡi thì cưỡi. Quá, quá, quá. À, cưỡi thì cưỡi. Nó cao hơn em. Ăn được cả trứng đà điểu đi. Còn anh Ngọc, anh làm thịt đà điểu ấy. Trước ta bảo là mua một con về nuôi, ông cao không phải chứ. Tôi lạy bà. Con kia nó thế thế, ra đây, đi ra đây như nào. Nào đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây, xẻ cánh như thế nào. Nào xẻ cánh như thế nào. Xẻ đi, xẻ đi. À đây, bây giờ đây, con này biết nghe rồi. Có gì ăn được nói lâu. Nghe nói ông chủ nó xoay tròn đít ông chủ. 600.000 của mình chỉ xem công nó ra đít thôi. Ở con nai thì không có bông. Đây con nai là gần đây. Con heo sao gì kìa. Con kia con nhung hiêu kìa, anh kìa con đầu là con đằng sau lưng ấy. Mấy con để với nhung hết này. Con cái đâu. Ôi con đây con lộc ngon chưa? Ừ. Con đứng giữa là con lộc heo, còn mấy con này là cái sừng là nó già rồi. Con bé bé kìa. Cái lộc là cái phấn như thế không? Ô ô ô ô. Trời quá trời lộc heo kìa. Ở đây người ta có cắt đi. Có họ cắt thì mới lên đấy. Có sao nó lại lên được? Nó tưởng cho ăn nhỉ. Mình thấy. Mình đấy cho anh nhìn thấy cái lộc heo không? Con này là con cái nhung heo phải không? Nhung heo đây. À nhung heo cái con nhỏ này đây chị này. Nó rụng một lần nó rụng rồi nó. Thế nó rụng thì cái đấy mình nhặt có ăn được. Không nó già rồi chứ gì. Non này cắt ra cái đất này. Đấy cái kinh đấy. Là nhung heo đấy. Cắt cái này. Bao nhiêu triệu là? Con này nó rụng. À năm cỏ. Cái con kia là con nó cũng mọc sừng như kìa. Sừng đấy là sừng già. Cái. Con đấy con này nó có rụng không? Con được rồi đấy. Nó không rụng nó mới gả đây cái rừng này chỉ rụng đây. Đó, đây là nó chịu. Đây là nó chịu chưa? Đấy giỏi chưa? Kêu về nó dặn mình à? Về nhà xem mấy sáng nữa. Họ không cho nó ăn sao nó đói này. Bỏ cái gì? Oh,
giống như con gấu. Ừ, người ta đây thì nó là cái con này. Anh sang đây nhìn áo kìa. Nó là con cái. Ai đang phỏng vấn nó? Anh nhìn nó ngủ giống con yến nhi chưa kìa? Nhìn nó ngủ giống con yến nhi, thè lưỡi dãi nó làm gì? Con đấy là con cáo à? Cày ngược. Cày ngược đây con cáo. Cày ngược thì nó thuộc vào gọi là chó. Đúng không? Họ nhà cáo ấy. Ăn chuối thì nó là chuối. Ăn họ ấy ạ. À. Ăn họ bằng tay cá. Ồ, thè lưỡi à? Sóc. Đằng này có con chăn để sóc. Đây có sóc đựng ở dưới đất thì mới dọn bắt đi mua. Đây đây. Con này có sóc này sau đó ăn sẵn khô. Con này ngày xưa mình đi ở trên rừng anh ba thì anh cạn suốt. Thật. Con thật luôn. Sao cái gì?
Để cho nó đi được. Nhiều khi nó hèm quá nó cũng lỗi á. Đó, chữ sẵn nghe. Kiếm cơ kiếm thời cơ đó. Ngại đây, ngại. Xấu hổ hả? Quay đó. Coi coi có sâu không nặng mình vô. Đi ăn cơm luôn 2 giờ rồi. Xấu hổ, đớp đây, đớp ăn. Con lười, con mày béo quá rồi, lười. Ui, nó với rồi. Mày là bưởi. Ui, nó cầm hai tay như con bồng ấy kìa bằng à. Nó sợ rơi rồi nhỉ. Ủa, sao con này nó ăn thịt mà nó lại ăn cái cây nhỉ. Hay nhỉ. Chứ nó cắn rè thành 3 miếng này. Hai. Rớt cái sơi luôn. Kìa, nó đi cái đít chỗ con kìa. Đúng. Ủa, kìa, cái con kia nó đi cái đít của nó kìa. Sao con kia nó không dám xuống nước nhỉ? Nó cứ nằm trên đấy nhỉ? Nó mệt. Ôi giời. À nó quỳ xuống uống nước. Ở trên cho con cao này. Con này phải 10 mét. Ba quay 10 mét. Đâu tới mà 7 mét hả? Nhiều con cổ này thịt ăn không? Nhưng mà nó hiền thì nó không ăn ở dưới chứ người ta phải kéo cái đấy lên cho nó làm. Nó chú vẹo quay quay mặt ra đây đứng trên cái em chung cái chung cái này nó không muốn đi nước được. Đứng ra bít của nó. Đáng rồi. Đứng ra cổ, đứng ra bít, đứng ra đằng trong bít. Đấy, hơi tối. Đeo một tí một cái mắt. Dạ, nó dùng phát này không biết ra đâu. Tối, trong nhà là tối. Đào vậy. Cứ chụp đi xem được chăm luôn được hơn à. Nó không ăn cỏ rồi.